Tiên xin chào cả nhà, chào tất cả cô chú và anh chị. Thì hôm nay Tiên với mấy đứa nhóc này sẽ làm ẩm thực nha, không có lặn biển cho mọi người xem nữa. Thì để mà làm ẩm thực thì Tiên đã chuẩn bị cái món rồi. Giới thiệu với cả nhà, đây là nhóc Lập thì có quà nhiều. Về bé Thiên Ân này, về nhóc Minh. Rồi, Tiên sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Hôm nay Tiên với mấy nhóc sẽ làm ẩm thực cái món gì. Thì mọi người sẽ xem tiếp video ha. Đây, hôm nay Tiên sẽ làm cái món kem mú hấp gừng cho bài đứa nhóc này thưởng thức cùng với Tiên và cùng mời cả nhà thưởng thức nữa. Đây là con kem mú đỏ. Kem mú đỏ này thì ở ngoài Tiên đa số thứ nhất là nấu canh chua, thứ hai là hấp gừng và hấp hồng con, nhưng mà đa số thì hấp gừng tại vì nó khá là tanh luôn nha. Tiên khẳng định là nó tanh lắm. Đây, kem mú đỏ nha. Con này đỏ cực kỳ. Thì để mà làm cái mú hấp gừng thì Tiên sẽ chuẩn bị những cái đồ. Đây là gia vị Tiên đã chuẩn bị sẵn rồi. Đường, bột ngọt, muối, về hạt nêm, nước mắm, về hành nè, về ngò. Đây là gừng, chủ yếu là gừng nha mọi người. Về hành tây, về hành tím. Rồi, những cái món quy trình Tiên cũng chuẩn bị xong. Bây giờ cứ việc chuẩn bị chế biến món về mời cả nhà thưởng thức. Hôm nay chỉ có Nhất Lập, Nhất Minh với Thiên Ân thôi. Chào cô chú. Chào cô chú nha. Chào cô chú nha. Rồi, giờ thì Tiên sẽ đi làm cái con ké này nha. Để mà hấp gừng thì trước tiên Tiên sẽ đánh vải con ké này. Rồi, bây giờ Tiên sẽ làm nó về nha. Trước tiên thì đánh vải trước nha. Cái vải ké này cũng khá là dễ đánh luôn. Chỉ còn dùng một cái đánh vải ké là được. Đấy. Tính gì dễ đánh hả? Dễ đánh vậy trời. Tính như con ké mú đỏ này cũng khá là dễ đánh vải luôn nha. Thì chỉ kèo quay sơ là lóc hết rồi. Xong thì Tiên cuối cùng để đánh vải con ké xong. Con ké này ở ngoài Tiên người ta xong địa phương ngoài Tiên ít ăn. Chắc thứ nhất là khá là đắt tiền. Thứ hai thì nó thiệt thì nó thua những cái con ké mà Tiên hay ăn, như là ké tè me, hoặc là ké bò mòn, hoặc là ké sọc dừa vàng. Nếu mà đổi với con ké này để lấy con ké tè me hoặc ké bò mòn thì ngoài đảo Tiên người ta sẽ lấy những con ké kia, chứ không lấy cái con ké này ăn nha. Ké này nó thì ăn khá là tanh luôn. Tiên thì cảm nhận được rồi. Cho chết thì nó đắt tiền, có lẽ là do đạm nhiều. Chứ thật ra nếu mà cảm nhận ngon với những con ké khác thì Tiên nó thật là nó không ngon bằng những con ké mà Tiên từng ăn. Là như vậy. Rồi bây giờ Tiên sẽ làm sạch ra những con ké rồi Tiên sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Thì trong quá trình làm ké thì Tiên sẽ không có quay nha. Cho chính sách của YouTube thì Tiên nên hạn chế những cái cảnh như thế này. Mọi người cũng thông cảm nha. Đây, tạm thời Tiên cũng làm xong hoàn thành. Thì ké mà để hấp gừng thì Tiên chỉ làm như này. Mỗi dây như này đây. Mỗi dây làm be như thế này nha. Chứ đỡ ké thì để nguyên con. Đấy. Quế này đơn giản ha. Nhạc của nó khá đẹp lắm. Nhìn đẻ lắm. Rồi, giờ Tiên sẽ đeo con ké này đi ướp về hấp lên để thưởng thức nha. Rồi, bây giờ để mà ướp gia vị Tiên sẽ dùng gừng nha. Gừng Tiên sẽ dùng như thế này. Nói chung bỏ vào trong cối để đâm nhuyễn về mới xét được con ké. Đấy, gừng trước tiên, sắp đầu ớt nha. Rồi, với hành tím. Tiên dùng một quẻ luôn, một củ hành tím. Thì bây giờ Tiên cứ việc đâm dê. Để mà đâm cho nhuyễn dê sắp đầu thì Tiên sẽ vắt cái nước này bỏ nha. Chỉ lấy nửa cái xét để ướp vào khỏi bị đắng nha. Chứ mà cái gừng này nếu mà không đâm dê thì nó khá là đắng luôn nha. Đây, chắc mình sẽ đâm phụ Tiên.
Rồi. Xong thành quả đâm thì cũng xong này. Bây giờ thì sẽ thêm gia vị vào nha. Nói chung Tiên sẽ thêm hết những cái gia vị này vào luôn. Cho Tiên đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi. Muối này, bột ngọt, đường, cà no, hạt nêm. Rồi còn cái này Tiên chừa ra, nếu mà nhiều quá thì nó cũng không ấy. Châm thêm tí nước mắm vào nữa để ướp lên là vừa. Rồi. Rồi, xong một hồi đâm cũng đã hoàn thành. Bây giờ Tiên sẽ ướp vào con cá này nha. Thì để ướp con cá Tiên sẽ vạch ngũ đi và xét cái này vào. Vào trong con cá này. Xin lỗi cả nhà, tay của Tiên để rửa sạch rồi. Cho nên cũng không sao nha. Đấy. Ướp vào như thế này, khá là thơm mùi gừng luôn. Cái ướp gừng này Tiên giúp nó khử mùi tanh. Cái này Tiên khẳng định là nấu canh chua thì nó khá là tanh luôn. Nếu mà canh chua thì cái muối bắt lên nó còn sống rải rải thì ăn cũng khá là ngon. Ướp vào cho nó đều, cho nó thấm. Rồi, ướp lại, ướp lại. Rồi, xong. Rồi, tạm thời thì Tiên ướp cá xong. Bây giờ nhúng lửa và hấp lên để thưởng thức như thế nào. Quá là hoàn hảo luôn. Ok, giờ thì nhúng lửa thôi. Rồi xong, tạm thời thì xong để hấp thì cũng chuẩn bị xong. Bây giờ cứ việc bỏ con cá vào và hấp thôi. Đây nha, con cá Tiên sẽ hấp ở trong cái dĩa này. Quá này to, to hơn cái dĩa luôn. Đấy, Tiên hấp tầm khoảng 15-20 phút. Nó chín là vừa. Rồi, giờ thì đại lại nha. Rồi, để chờ đợi về thời gian nghe cái con cái muối nó chín thì Tiên sẽ làm nước mắm chấm nha. Đây là nước mắm của có gia vị đường, muối, bột ngọt. Bên này tí Tiên sẽ thẳng lên. Tiên không làm nước mắm thông thường, làm có thể làm hai loại nước mắm. Một loại thì Tiên sẽ làm công phu hơn chút. Tiên sẽ sắc hành tím ra để teo lên và nấu nước mắm lên cho nó thơm nha. Tiên sẽ sắc củ hành tím ra hột lựu, củ hành trắng ra, xin lỗi cả nhà. Đấy. Rồi, tạm thời thì Tiên đã sắc xong. Ừ, chỗ hốt cua luôn mẹ. Đơ nấu luôn mẹ. Rồi, giờ tới sắc của hành tím này. Rồi, tạm thời thì Tiên cũng để xong một củ hành tím. Giờ bỏ vào hai thứ này, để Tiên sẽ teo để ướp gia vị. Cay mắt quá cả nhà. Rồi, cái này Tiên sẽ thêm tí xì dầu, nước tương. Rồi, vô nước mắm. Nước mắm loang đình. Rồi, tạm thời thì Tiên sẽ teo cái này. Tiên cho nó tới để làm nước mắm. Rồi, giờ thêm ớt vào. Quét vào thơm. Rồi, nước mắm thì Tiên để cho vô rồi. Bây giờ cho thêm nước vào nữa là ok, quét rồi ngon luôn. Có vị khá là thơm đâu. Đúng không? Đúng không? Rồi.
Rồi, thêm tôi con cá tiên đã hấp đã chín rồi nha. Bây giờ sẽ dướng ra để chuẩn bị thưởng thức. Quá là thơm luôn. Đó, 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 cái đây gì là bơ? Đây, đây, đây. Rồi. Khá là thơm luôn. Tiên sẽ lấy cái nước này thử có dùng được không nha. Nếu mà không dùng được thì Tiên sẽ bỏ sau cũng được. Tạm thời con cá chín như thế này rồi. Quá hoàn hảo. Rồi, tạm thời thì Tiên cũng đã sẵn sàng một con cá mú hấp gần nha. Rồi, giờ Tiên cùng mời cả nhà với hai nhóc thưởng thức thử như thế nào. Hy vọng là sẽ ngon ha. Rồi, giờ Tiên sẽ dùng nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Rồi. À, Tiên sẽ đây. Cái thịt con cái mú nó lắng bắt này. Bỏ nước xuống. Chừng đó. Rồi. Tiên gắp một cục thử à. Mời cả nhà nha. Đây thịt cái mú này. Một cái chú nha. Thấy là ngon luôn. Dạ, thấy ngon, em có làm. Cái chú ấy được rồi. Đó. Em thư à? Cuốn đạp cho em hả? Thì con hôm nay khá là khó chịu nha. Đấy. Tí Tiên sẽ nêu cảm nhận cho cả nhà xem. Cầm phải từ từ chấm ê. Nói chung không có tanh lắm. Để có gừng khử rồi ăn khá là ngon nha. Đầu Tiên sẽ làm một cuốn thử như thế nào. Cái nẹt của nó nè, lắng bắt. Con này con nhận khá là ngon nha. Rồi. Rồi, chờ Tiên sẽ cuốn lại để ăn. Rồi. Tiên mời cả nhà nha. Cái cuốn Tiên để quấn lại nè. Nói chung là cũng tạm được. Vừa vậy. Anh thay cơm thì khá là ngon nha. Chị Hùng có nắp hết rồi. Ngon. Chị chú nha. Ngon lắm. Chị chú nha. Rồi, chị sẽ lấy cục thịt khá là to. Cảm nhận của Tiên á, cái nước mắm này ngon hơn. Đây là nước mắm cần à. Nước mắm cần dùng để chấm cái nấu canh nhưng mà Tiên dùng thử nó thua. Không ngon bằng nước mắm nè. Nói thật thì ngon, chứ không tệ mấy. Đúng là đắt tiền thì có khác. Và cái này mà Tiên nếu mà người ta mua sống đủ làm một là cái màu đỏ như này đó mọi người, 900.000 một ký. Còn cái màu xanh đó thì nó do vào tầm 400 đến 500 nghìn, có khi là 250 nghìn cái còn tươi sống nha. Còn cái chết thì tầm 160-220, nó do vào thì thời điểm. Nói chung là cái con cá múa này thì ăn được hết, không có bỏ cái gì, chỉ bỏ xương với vải thôi. Cá ruột của nó ăn cũng khá là ngon nha. Chỉ nó vải thôi chứ nẹt khá là nhiều.
còn lắm. Rồi thì cái này mà nhậu thì tốn rượu với bia lắm. Cái đèn đó cho thấy cho con mắt. Ừ. Là vì cháu nói rồi đó chị. Ừ. Cho cái này nhiều ăn như thế này luôn, khỏi cần cuốn. Nhưng mà cuốn thì ăn khá là ngon nha. Cho ăn ngon mà. Ăn ngon. Ăn cái này tôi ngon. Ngon. Ừ. Ừ. Quá giờ ngon luôn. Tiên mời cả nhà nha. Sắp biết tiền kế hả? Tôi gì? Còn tiền với hà nhóc á, tiền với nhóc mình thì ăn kế nhiều, còn nhóc đặc nhất là bạn ăn kế thì khá là ít nha, không có ăn bao nhiêu đâu. Quá là ngon. Cũng may là hôm nay Tiên đâm nước mắm khá là vừa, không có mặn. Chứ mà đâm mặn thì ăn cái ngon cũng dễ dễ à. Nói thật thì bây giờ cũng đã 11 giờ rồi, ăn khá là đói. Hỏi ăn cơm cũng khá là ngon. Rồi 12 giờ kém. Còn cái này do vào tầm ký tư, ký bê. Ăn ba người có lẽ không hết đâu. Nếu mà vào trong quán thì con này cũng tầm khoảng liều lẻ. Nếu mà cái chết nha. Mời cô chú nha. Cái này của nó đây. Nói chung các con cá này chỉ bỏ xương thôi, còn cái vi của nó một tí ăn cũng ngon lắm. Đây. Rồi, bây giờ thì Tiên sẽ thưởng thức nốt cái phần này cho nó hết nha. Chứ còn cái cũng khá là nhiều. Tiên mời cả nhà uống nước nha. Quá trời ngon. Đây, cái mếp đầu của nó là ăn béo lắm. Còn cái này nó bị nhão, không có cứng lắm. Cái cứng thì ăn nó mới ngon. Còn lại cái lõi xương của nó ăn thì khỏi bàn. Đây, tiền khoái nhất là cái phần này. Ngon quá hả? Ăn xong chưa? Thiên ăn cái này không có khoái nha. Cũng khá là no rồi. Thế món cái muối này á, mà Tiên đe số là chủ yếu là để nhậu. Anh em đầu tiên là sẽ hấp con vua để nhậu. Còn ăn á, thì Tiên không biết chưa, đe số thì dân biển ngoài Tiên người ta ít ăn cái này. Nói thiệt là ít ăn lắm. Cái muối đỏ thì ít ăn. Cái muối đen thì có thể là ăn được. Cho thêm cái
có mà thành mà có đèn á. Hả? Có cái củ mì nha. Có cái đó cái cục mực cua biến làm dẹp ở đó nha. Hả? Thì ông nói là cháu em coi cái video mà Tiên quay làm dẹp có con mực bạch tuộc á. Đấy, ở bên dưới là cái video này đấy. Thì con em coi cái đó chứ không ham như thế này. Thì cho Thiên Ân này không có khóa con ké cho nên không ham là chuyện bình thường. Nhưng mà cái nhà có thích hay không thì Tiên cũng cảm ơn vì đã xem video của Tiên. Thì ẩm thực hôm nay Tiên làm thì cũng nói thiệt thì sẽ đầu tư thêm nếu được ủng hộ của cái nhà. Nói chung thì con ké cũng khẳng xong, chắc bây giờ Tiên cũng xin tạm dừng video tại đây. Cho Tiên với mấy nhóc xin cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của Tiên. Cả nhà hãy góp ý để Tiên ra những cái video ẩm thực và con cua hơn một chút để cho cả nhà xem ha. Nói chung Tiên cũng ăn cũng khá là no rồi. Rồi bây giờ thì Tiên với mấy nhóc hẹn cả nhà vào video tiếp theo nha. Rồi bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn cả nhà video sau. Bye bye.